ngoài mua một cái cây để thay cái cây này ở ở cái chỗ này các bạn. Nhà Duy có một cái cây này nó rất là nhỏ, nó nằm ở phía trước nhà, Duy thấy nó không có được đẹp nên Duy quyết định đi đi ra ngoài chỗ bán cái kiện để mua một cái cây đó, chứ là lấy chưa tắc á, rất cây đó tại vì nó xòe ra tỏa lên và còn xuân cái hoa nó màu hồng trắng rất là đẹp. Thì bây giờ Duy sẽ đào cái chỗ này lên, hốt bốc cái cây cũ này lên rồi Duy thay cái cây đó. Ok, bây giờ bắt đầu cùng em giờ bà hốt cái đống đá này khô là thấy cũng phê luôn đó, quá phê luôn. Duy mới đang làm có thể chắc làm cái gì bây giờ phải cho cái đống đá này. Giờ là Duy lấy được cái cây nhỏ ra nữa các bạn, nhưng mà cái cây Duy mua về á thì nó bự hơn, cái đường kính nó lớn hơn nên Duy phải đào sâu thêm chút xíu nữa, coi cái đường kính nó khoảng bao nhiêu để Duy mở rộng cái này thì cây bự hơn thì cần là sâu và rộng hơn một xíu nên Duy phải mở nó ra đó. Các bạn thấy cái vòi này không, cái vòi tưới nước cho cây các bạn, cho nên lúc lấy ra cũng phải cẩn thận luôn, không có làm đứt cái này, nước nó chảy ra là mình phải tốn công của mình phải fix lại nữa. Mỹ bên Mỹ nó view cái kiểu như vậy là đường dây nó đi âm cái dưới này và nước cái này nó cứ nhị ra. Vì vậy con ba đang quay. Yeah. Nó nhị ra và nó làm cho đất khi nào nó cũng ẩm dưới đó các bạn không này. Nắng nhưng mà đất rất là quét, rất là ẩm luôn. Nên cây khi nào thấy trời nắng chang thì cây khi nào nó tươi tốt là vậy, là ra ở dưới nó có hệ thống nước ngầm dưới này người ta làm. Sâu là cái cây nó rất là cao và bự, cho nên nó cần cái luồng sâu để cho cái chân nó vững, chứ không phải là bão gió nó quất cái lá nó ngã chết. Thank you.
ok các bạn, sau chắc là 15-20 phút thì hụt quá, nhờ người ta hép chút xíu mới bỏ được cái cây này vô đúng vị trí. Công trình này. Ok, bây giờ Duy chỉ cần tháo mấy cái này ra thôi. Người tiến độ bán cái cây này, người ta nói là chỉ cần là mình cắt mấy cái dây này ra thôi, mình không có được lấy cái bao bố ra. Lấy không cái kẽm kia. Để đó vậy rồi. Chỉ cần mình cắt cái này ra vậy thôi này. Đó. Người ta dặn mình vậy đó. Có mấy bên kia. Trời nắng mà sao tôi ra cho để dưới này luôn. Để vì sao các bạn biết không? Giống như cái cây này nó phải giữ miếng đất với trong để cho nó có giữ độ ẩm á, cho nó mạnh. Chứ bây giờ tháo ra là đất nó cụt hết là cây bây giờ bị chết lắm. Bây giờ mình chỉ cắt cái này ra rồi xong là rễ. Thật ra cái bao này này là nó mỏng lắm, rễ nó sẽ đâm ra và nó phát triển. Nào nhờ mấy ông mẹ định mẹ nó quen. Ok các bạn, công trình ngày hôm nay cũng đã xong. Cuối cùng thì cũng trồng được cái cây này.
nó cái cây này không biết cái tên cái gì nhưng chẳng sáng quên đọc cái tên đó, nó tỏa ra rất là đẹp. Qua năm sau, mùa xuân năm sau là nó sụt xuống nó ra quả nhỏ. Bây giờ chú sẽ néo cho nó thẳng chút xíu, giữ cho nó.